Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các quý anh tuổi Ất Sửu. Chúc các quý anh có một năm bình an, vui vẻ, gặp nhiều may mắn và thành công. Sau đây mời các quý anh đón xem tử vi tuổi Ất Sửu của mình trong năm Quý Mão 2023, chi tiết chính xác nhất về các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, sao hạn tử vi từng tháng trong năm 2023, mời các quý anh cùng theo dõi. Bước sang năm quý mão 2023, tuổi Ất Sửu, Nam Mạng là 39 tuổi âm lịch và 38 tuổi dương lịch. Xét về ngũ hành, thiên can và địa chi. Xét về ngũ hành, tuổi Ất Sửu, mệnh kim, gặp năm kim, chủ về bình hòa. Không quá vất vả, kim khí vượng hứa hẹn tài lộc thêm phần hanh thông, tiền bạc có chút dư dôi. Xét về thiên can, Ất gặp quý, chủ về bình hòa. Công việc làm ăn bình ổn, ít thăng trầm, tiền bạc cũng ổn định với không ít nguồn thu. Xét về địa chi, sửu gặp mão, bình hòa. Chỉ công việc bình ổn, tài lộc đủ ăn đủ tiêu, kiếm được tiền nhưng cũng chi tiêu nhiều. Đánh giá về sự tương quan, can, chi, ngủ hành, có thể thấy, đối với tuổi ất sửu, nam mạng, trong năm quý mão 2023, quý anh trải qua một năm khá bình ổn, ít sóng gió thăng trầm, tiền bạc biến động theo chiều hướng tích cực hơn, nhưng chưa tới mức đột phá. Sao chiếu mệnh, trong năm 2023, tuổi ất sửu, nam mạng bị sao thủy diệu chiếu mệnh. Sao này là một phước lộc tinh, mang đến nhiều may mắn, có nhiều niềm vui, tài lộc và vận may trong cuộc sống cũng như công việc làm ăn buôn bán thuận lợi. Cần kiêng kỵ tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Ngoài ra, sao này chiếu mệnh. Không nên đi sông biển, đi xa tránh qua sông, qua đò, giữ gìn lời nói. Vận hạn, hạn thiên tinh. Là hạn xấu chủ về sức khỏe, đặc biệt là vấn đề liên quan đến đường ruột tiêu hóa. Tuyệt đối không tắm khuya, có nguy cơ bị cảm rất nguy hại tới tính mạng. Ngoài ra hạn này còn liên quan tới việc kiện cáo, thị phi tổng quan tử vi năm 2023, cho tuổi Ất Sửu 1985, năm mạng. Bước sang năm quý mão 2023, nhìn chung thì tổng thể vận trình của quý anh tuổi Ất Sửu, tương đối lạc quan. Tuổi Ất Sửu, Nam Mạng, bước sang năm Quý Mão 2023, là 39 tuổi, đang ở giai đoạn 2 của vận trình đời người, tam thập nhi lập. Từ 30 tuổi trở đi lập thân, lập nghiệp, đã trụ vững, có nghề nghiệp, việc làm, có khả năng nuôi sống bản thân và gia đình, đã xác định vị trí của mình trong xã hội. Xét về phương diện sự nghiệp của tuổi Ất Sửu, Nam Mạng, trong năm Quý Mão 2023. Quý Anh tuổi Ất Sửu 1985, có vận trình sự nghiệp phát triển khá tốt trong năm Quý Mão 2023. Dưới sự ảnh hưởng của sao Mộc Đức và Thanh Long, Quý Anh có cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân mình. Nếu như Quý Anh càng cố gắng làm ăn và chủ động nắm bắt thời cơ, với khí chất hơn người, bản lĩnh, điềm tĩnh, quyết đoán, Quý Anh càng lạc quan thì sự nghiệp càng phát triển trong năm nay đặc biệt đối với những quý anh tuổi Ất Sửu sẽ có nhiều cơ hội nghề nghiệp trong năm 2023. Bản mệnh không ngừng phất đấu, nỗ lực thì sẽ có nhiều cơ hội tốt để thăng quan tiến chức và tài lộc. Với những ai đang ấp ủ ý định khởi nghiệp trong năm này cũng khá phù hợp để bắt đầu. Mặc dù khởi sự ban đầu có gặp chút khó khăn, nhưng tới đâu cũng có quý nhân phù trợ, vì thế mà đi tới kết quả cuối cùng là cắt lợi. Nếu quý anh khởi nghiệp về kinh doanh, buôn bán, nên tiến hành từ quy mô nhỏ lẻ, thăm dò thị trường một thời gian, sau rồi mở rộng cũng chưa muộn. Cách làm này chậm nhưng chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả cao cho quý anh. Những người làm đầu tư kinh doanh có cơ hội khá nhiều, chỉ cần bạn tự tin vào bản thân mình là có thể đưa ra quyết định khá nhanh và dứt khoát. Dù có phải thay đổi công việc bản mệnh vẫn chấp nhận đánh đổi để chinh phục mục tiêu lớn hơn. Tuy nhiên, đối với các quý anh tuổi ất sửu trong năm này cũng gặp không ít áp lực nhưng vận số khá tốt, quý anh cũng nên biết tiết chế cảm xúc của mình, không nên sinh lòng kiêu ngạo, khinh suất cần khiêm tốn, lắng nghe tiếp thu ý kiến của mọi người, nhất là lãnh đạo hoặc tiền bối đi trước sao mục đích chiếu mạng thì có thể gặp chút trở ngại ở tiền vận, nhưng về cuối năm rất thuận lợi, và an toàn. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Ất Sửu, Nam Mạng, trong năm Quý Mão 2023. Bước sang năm Quý Mão 2023, đối với Quý Anh tuổi Ất Sửu, về cơ bản vận trình tài lộc trong năm ít có các tinh trợ mệnh, nên Quý Anh cần phải cố gắng để đạt được nhiều thành tựu hơn trong sự nghiệp công việc, điều này sẽ giúp cho vận trình tài lộc của Quý Anh được khởi sắc. Tài lộc của quý anh tuổi Ất Sửu trong năm này do sự nghiệp thúc đẩy nên quý anh có nguồn thu nhập ổn định. Thậm chí với quý anh có thể nhận được phong bao lì xì hoặc quà tặng từ lãnh đạo công ty. Năm này, nguồn thu nhập của quý anh tuổi Ất Sửu vẫn chủ yếu đến từ công việc chính, công việc nghề tay trái hay công việc làm thêm cũng có nhưng không nhiều, vì vậy quý anh nên giữ vững công việc của mình nếu không sẽ dễ rơi vào cảnh túng quẫn, tiền bạc khó bền. Sự chăm sóc của thần tài giúp cho quý anh tuổi Ất Sửu có những cách tốt để tích lũy về tiền bạc của cải. Công việc được thuận lợi, tài lộc không ngừng khởi sắc. Cả chính tài và thứ tài đều tăng. Những bạn làm kinh doanh, buôn bán nên cải thiện bản thân, chịu khó đổi mới trong năm nay, mở rộng thị trường và phấn đấu để tăng thu nhập tổng thể, điều này sẽ giúp cho quý anh có một năm bội thu về tài lộc, bản mệnh lại có lộc trời ban nên không phải lo về thu nhập của mình. Xét về phương diện tình cảm của tuổi Ất Sửu, nam mạng trong năm Quý Mão 2023, Bước sang năm Quý Mão 2023, vận trình tình cảm của quý anh tuổi Ất Sửu ở mức bình thường. Đối với người độc thân vẫn sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ, kết giao với nhiều người khác phái. Nếu tìm được người mà mình yêu thì đừng ngại chủ động theo đuổi đối phương, cơ hội nên duyên đôi lứa cũng rất khả quan. Những người đã có gia đình nên chú ý đến những chuyển biến trong mối quan hệ của cả hai, đừng vì công việc hay nơi khác mà bỏ bê bạn đời của mình. Trong cuộc sống hôn nhân, gia đình có thể xảy ra một số xích mích mâu thuẫn giữa vợ và chồng nhưng chỉ cần cả hai bên biết nhường nhịn, yêu thương nhau và chủ động ngồi xuống chia sẻ thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Dù công việc bận rộn đến đâu, nhưng bản mệnh vẫn nên dành nhiều thời gian hơn chăm sóc con cái, phụ giúp vợ việc nhà và thường xuyên hâm nóng tình cảm gia đình. Có như vậy, gia đạo mới được hòa thuận êm ấm. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Ất Sửu, nam mạng trong năm Quý Mão 2023 theo tử vi tuổi Ất Sửu, nam mạng cho thấy trong năm Quý Mão 2023 thì sức khỏe của bạn đang có dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng. Sự tác động của Hạn Thiên tinh làm cho sức khỏe của quý anh tuổi Ất Sửu yếu đi, dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa, khả năng hấp thụ dinh dưỡng kém. Bị ảnh hưởng bởi Hung tinh Thiên Không, quý anh có dấu hiệu lao lực bản mệnh thường cảm thấy mệt mỏi, thể lực bị suy giảm, thiếu hăng hái trong cuộc sống, quý anh cần phải cẩn thận hơn. Đừng để sao Hung tinh này gây nguy hiểm cho sự an toàn của bản thân. Trong năm này, về vấn đề sức khỏe, quý anh tuổi ất sửu cần phải đặc biệt quan tâm, không nên chủ quan khinh suất. Nên có chế độ dinh dưỡng cân bằng, hạn chế mua những đồ ăn chế biến sẵn, hạn chế ăn những đồ cay nóng, nên mua những thức ăn đảm bảo an toàn thực phẩm, xuất xứ rõ ràng, để không gây hại cho sức khỏe. Ngoài ra, quý anh tuổi ất sửu, cần thường xuyên rèn luyện sức khỏe, có chế độ sinh hoạt phù hợp đồng thời loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực và giữ một tâm thế lạc quan, yêu đời. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên quý anh tuổi Ất Sửu, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bạn. Ngày, giờ xuất hành, tuổi sông đất tốt cho tuổi Ất Sửu, Nam Mạng, trong năm Quý Mão 2023. Số của tuổi Ất Sửu, Nam Mạng hợp với, giờ chẵn, ngày lẻ và tháng chẵn. Quý anh cứ thế xuất hành làm ăn, giao dịch, hồn hợp hay phát triển về sự nghiệp, sẽ gặp nhiều may mắn, được xuân sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết. Dương lịch, Chủ nhật, ngày 22 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, tức ngày canh thìn, tháng giáp dần, năm quý mão. Giờ xuất hành tốt cho tuổi Ất Sửu, Nam Mạng giờ canh thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ, thuộc Thanh Long, tốt nhất là 8 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho tuổi Ất Sửu, Nam Mạng. Xuất hành theo hướng Tây Bắc, để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Tây Nam, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết. Dương lịch thứ 2, ngày 23 tháng 1 năm 2023 âm lịch, là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023 tức ngày tân tỵ tháng giáp dần, năm quý mão. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành, hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, nên chọn giờ hoàng đạo và hướng tốt trong ngày. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần và tài thần, hướng Tây Nam. Ngày mùng 3 Tết. Dương lịch thứ ba, ngày 24 tháng 1 năm 2023 âm lịch, là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023, tức ngày nhâm ngọ, tháng giáp dần, năm quý mão. Giờ xuất hành tốt cho tuổi ất sửu, nam mạng, tốt nhất là 8 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho tuổi ất sửu, nam mạng. Xuất hành theo hướng chính nam, để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng chính tây, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm tuổi sông đất hợp với gia chủ tuổi Ất Sửu 1985, nam mạng trong năm Quý Mão 2023. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi Ất Sửu. Điều này nhằm mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới sông đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà bạn nhận được càng nhiều. Cần kiêng những người nhà đang có tang hoặc phụ nữ đang mang bầu để tránh âm khí tuổi sông đất tốt nhất cho gia chủ tuổi Ất Sửu 1985, Nam Mạng, trong năm Quý Mão 2023, là tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Điều này được lý giải như sau. Mệnh của tuổi, Hải Trung Kim, gặp Sa Trung Thổ, tương sinh, rất tốt. Thiên Can, Ất gặp Đinh, Bình Hòa, tốt. Địa Chi, Sửu gặp Tỵ, Tam Hợp, rất tốt. Cung, Diêm Niên, mệnh của năm tương sinh, rất tốt. Ngoài ra gia chủ tuổi Ất Sửu, nam mạng trong năm Quý Mão 2023 cũng có thể chọn tuổi Giáp Dần 1974 hoặc Mậu Dần 1998 để sông đất. Tử vi tuổi Ất Sửu, nam mạng năm 2023 có phạm Tam tai, Hoang ốc Kim Lâu Thái Tuế không? Tam tai năm 2023 sẽ không phạm đại kỵ Tam tai. Hạn Hoang ốc năm 2023 quý ông tuổi Ất Sửu trong năm này phạm Hoang ốc, lục Hoang ốc đây cũng là một cung xấu không nên xây nhà, sửa nhà. Tuổi kim lâu năm 2023, năm này quý ông tuổi ất sửu 1985, sẽ phạm kim lâu thê. Nếu gia chủ làm nhà sẽ mang tai họa tới vợ, chồng. Người chưa có vợ thì không ảnh hưởng. Thái tuế năm 2023, không phạm hạn thái tuế. Trong năm quý mão 2023, tuổi ất sửu 1985, nam mạng, cần đặc biệt chú ý tới hạn thiên tinh và sao thủy diệu chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn thiên tinh đối với tuổi ất sửu 1985, Nam Mạng. Nói về hạn thiên tinh, ông cha ta có câu thơ sau. Thiên tinh phải mắc giả tai ngục hình. Hạn thiên tinh liên quan trực tiếp tới vấn đề sức khỏe, thị phi kiện cáo, có nghĩa thiên tinh là hạn xấu chủ về sức khỏe, đặc biệt là vấn đề liên quan đường ruột, tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm, nếu không có sự chữa trị kịp thời sẽ nguy tới tính mạng. Ngoài ra hạn này còn liên quan tới việc kiện cáo thị phi. Phụ nữ bị hạn nặng hơn so với nam giới sức khỏe khi gặp hạn thiên tinh làm sức khỏe yếu đi, mắc bệnh về tiêu hóa, khả năng hấp thụ dinh dưỡng kém. Nếu nhẹ thì có thể bị đau bụng đi ngoài, nặng hơn thì ngộ độc tới mức nguy hiểm cho tính mạng. Kiện cáo người gặp hạn thiên tinh dính tới những cãi vã, xích mích kiện tụng thậm chí là rơi vào vòng lao lý, làm ăn không chính đáng dẫn tới tù tội, hoặc bị người khác vu oan giá họa, tai bay vạ gió và rơi vào trốn mục tù. Kiện tụng thì chẳng thắng chỉ thấy thua chịu tai tiếng, nặng hơn thì chịu án phạt. Hạn Thiên Tinh gây ra nhiều áp lực tai họa khiến cho tinh thần không thoải mái, bất an, buồn giàu và mệt mỏi. Cuộc sống gia đình vì thế mà bất hòa, không hạnh phúc. Có hai điều cần biết để vượt qua hạn Thiên Tinh đối với quý anh tuổi ất sửu 1985. Thứ nhất về sức khỏe, những ai gặp sao Thiên Tinh cần lưu ý tới chế độ ăn uống, chỉ dùng thực phẩm sạch, tránh xảy ra ngộ độc. Dành thời gian chăm sóc bản thân, không ăn thức ăn khó tiêu, tránh bị đau bụng, tiêu chảy tệ hơn là ngộ độc thực phẩm. Thứ hai, liên quan đến kiện tụng, những ai gặp hạn thiên tinh trong làm ăn cần cẩn thận tính toán kỹ lưỡng, không nên vội vàng tin lời người khác để dính vào pháp luật. Luôn giữ bình tĩnh, tránh xung đột ra tòa. Bên cạnh đó, cần tu tâm dưỡng tính, làm nhiều việc thiện, đi chùa cầu bình an, gia đạo hạnh phúc. Đặc biệt bạn nên có chế độ rèn luyện bản thân nhằm nâng cao sức đề kháng. Quý anh tuổi ất Sửu, trong năm Quý Mão 2023 cũng cần chú ý đến sao thủy diệu chiếu mạng. Sao thủy diệu, còn gọi là thủy tinh, là một phước lộc tinh chiếu mệnh, sẽ mang đến nhiều điều may mắn, có nhiều niềm vui, tài lộc và vận may trong cuộc sống cũng như công việc làm ăn buôn bán thuận lợi. Sao thủy diệu, là phước lộc tinh, tốt nhưng cũng kỵ tháng 4 và tháng 8. Chủ về tài lộc hỉ. Không nên đi sông, biển, đi xa tránh qua sông qua đò, giữ gìn lời nói nếu không sẽ có tranh cãi, lời tiếng thị phi. Người mệnh kim gặp sao thủy diệu chiếu mệnh thì vô cùng hợp, mệnh mộc cũng rất tốt nhất là nữ giới nếu đi làm ăn xa thì mang được tài lộc về nhà. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao thủy diệu là phúc tinh, nên cần làm lễ nghênh sao, hóa giải vận hạn, mong muốn tránh được rủi ro, để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, và gặp nhiều may mắn. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cúng sao thủy diệu thích hợp nhất là vào lúc sao đăng viên, sao chiếu sáng tròn nhất. Ngày sao thủy diệu đăng viên vào lúc 19 giờ đến 21 giờ ngày 21 âm lịch hàng tháng, hướng về chính Bắc để làm lễ giải sao. vận trình từng tháng của tuổi Ất Sửu 1985 nam mạng trong năm 2023 được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2023 đối với tuổi Ất Sửu 1985 nam mạng. Bước sang tháng đầu tiên của năm Quý Mão, quý anh tuổi Ất Sửu là 39 tuổi, có tài lộc tương đối dồi dào. Bạn được bao quanh bởi nguồn năng lượng tích cực của tháng Tết Nguyên Đán, nhiệt huyết của những người tuổi Sửu tương đối cao trong tháng này. Bất kể đối với quý anh làm gì trong cuộc sống, bạn đều tràn đầy tinh thần chiến đấu và niềm đam mê nên mọi việc thường dễ dàng hơn. Tháng này là tháng đầu năm mới, quý anh khó tránh khỏi được những cuộc vui ăn nhậu với bạn bè, người thân, quý anh nên chú ý hơn về chế độ ăn uống để không bị ảnh hưởng đến sức khỏe ngay từ tháng đầu năm do thiên tinh gây ra. Vận trình tháng 2 âm lịch 2023 đối với tuổi Ất Sửu 1985, nam mạng Bước sang tháng 2 âm lịch, quý anh tuổi Ất Sửu gặp nhiều áp lực, dù làm việc chăm chỉ nhưng cũng không có được thu nhập tương xứng. Tuy nhiên, quý anh đừng vì thế mà bỏ cuộc hay trốn tránh, hãy xem tháng này là tháng thử thách bản thân, nếu vượt qua được thời sắp tới bạn sẽ có được những phần thưởng xứng đáng. Vận trình tháng 3 âm lịch 2023 đối với tuổi Ất Sửu 1985 năm mạng Bước sang tháng 3 âm lịch, quý anh tuổi Ất Sửu dễ gặp rắc rối trong quan hệ giữa các cá nhân, nên cẩn thận hơn trong việc hòa hợp với sếp và đồng nghiệp. Khi sức mạnh của Hàm trì tiếp tục ảnh hưởng làm cho tình yêu, hôn nhân có nhiều dấu hiệu không tốt, vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn khiến cho không khí gia đình nặng nề, điều này ảnh hưởng không nhỏ tới con cái của mình. Ngoài ra, về phương diện tình cảm, quý anh tuổi Ất Sửu nên giao tiếp và thấu hiểu hơn với gia đình và người yêu của mình. Quý anh nên biết cách kiềm chế bản tính nóng này của mình, nên lắng nghe và trao đổi cởi mở hơn với nửa kia. Điều này sẽ giúp hóa giải được những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm của hai người. Vận trình tháng Tư âm lịch 2023 đối với tuổi ất sửu 1985 Nam mạng. Bước sang tháng Tư âm lịch, quý anh tuổi ất sửu không bị các hung tinh quấy giày, nên vận trình tài lộc hầu hết đều ở trạng thái tương đối ổn định việc kinh doanh buôn bán nên cẩn thận không nên đi bằng đường sông đường thủy kẻo lại gặp họa do thủy diệu tinh quân gây ra. Tuy nhiên, trong tháng này do ảnh hưởng của yếu tố thời tiết nên tinh thần của bạn không được lý tưởng cho lắm, chú ý về ăn uống, nên đề phòng các chứng bệnh về đường tiêu hóa. Sức khỏe kém, làm cho quý anh tuổi ất sửu dễ bị phân tâm hoặc lơ đễnh trong công việc. Và tài vận của bạn có thể sẽ dậm chân tại chỗ khi bị ảnh hưởng bởi trạng thái này vận trình tháng 5 âm lịch 2023, đối với tuổi Ất Sửu 1985, Nam Mạng. Sang tháng 5 âm lịch, quý anh tuổi Ất Sửu có những mối quan hệ xã giao được cải thiện đáng kể. Với bạn đang được sự trợ giúp của sao may mắn Thiên Phúc và Thanh Long, bản mệnh may mắn gặp được nhiều quý nhân giúp đỡ. Quý anh tuổi Ất Sửu trong tháng này, mọi việc diễn ra đều ổn định, vận may về sự nghiệp và tài lộc tương đối lý tưởng. Việc kinh doanh buôn bán diễn ra thuận lợi, giúp cho quý anh thu về không ít tiền bạc về hầu bao của mình. Đặc biệt một số người có cơ hội gặp được quý nhân. Nếu có thể nhân cơ hội này để mở rộng quan hệ xã giao thì sự phát triển sự nghiệp của quý anh cũng dự kiến có thể bứt phá hơn nữa trong tương lai của mình. Vận trình tháng 6 âm lịch 2023 đối với tuổi Ất Sửu 1985 nam mạng. Với quý anh tuổi Ất Sửu bước sang tháng 6 âm lịch lại có vận trình tương đối thăng trầm, nhất là về sự nghiệp nên chuẩn bị từ nhiều góc độ và lên kế hoạch cẩn thận khi giải quyết công việc. Tháng này không thích hợp để quyết định những vấn đề quan trọng, đặc biệt các vấn đề liên quan đến tài chính thì lại càng cần phải cẩn thận hơn. Về phương diện tình cảm trong tháng này của quý anh tuổi Ất Sửu khá tốt, vợ chồng hòa thuận, không khí gia đình êm đẹp. Vận trình tháng 7 âm lịch 2023 đối với tuổi Ất Sửu 1985 nam mạng. Sang tháng 7 âm lịch về phương diện sức khỏe của quý anh tuổi Ất Sửu giảm sút đáng kể. Do bị ảnh hưởng bởi hung tinh thiên không và ảnh hưởng của thời tiết, một số người có thể gặp một số vấn đề khó chịu hoặc chóng mặt, thể chất không được tốt. Đặc biệt, với quý anh tuổi ất sửu cần chú ý tới vấn đề ăn uống, thiên tinh rình rập có thể làm cho quý anh mắc các bệnh về đường tiêu hóa, đường ruột, dạ dày. Vì vậy, quý anh tuổi ất sửu cần chú ý giữ gìn sức khỏe của bản thân. Vận trình tháng 8 âm lịch 2023, đối với tuổi ất sửu 1985, năm mạng. Bước sang tháng 8 âm lịch, quý anh tuổi Ất Sửu có vận trình tài lộc khởi sắc đáng kể. Được sự trợ giúp của các tinh thanh long thiên phúc, nhiều người có thể kiếm được một khoản tiền lớn trong tháng này. Vận may của bạn đã hoạt động đang khá tốt, về thu nhập tài chính, bản mệnh có cơ hội được tăng lương do phát huy tốt những khả năng mình có tại công ty. Quý anh cũng rất may mắn có thể thu được nhiều lợi nhuận nhờ biết cách quản lý tài chính. Tuy nhiên, mặc dù tháng này đối với quý anh tuổi Ất Sửu phát triển rất tốt nhưng bạn cũng không nên chi tiêu quá tay trong cuộc sống hàng ngày. Nếu không sẽ dễ ảnh hưởng đến vận trình tài lộc của mình. Ngoài ra quý anh tuổi Ất Sửu trong tháng này nên chú ý không nên đến những nơi sông nước, những nơi có nhiều âm khí kẻo gặp họa khó lường nguy hiểm đến bản thân. Vận trình tháng 9 âm lịch 2023 đối với tuổi Ất Sửu 1985 nam mạng. Với quý anh tuổi Ất Sửu trong tháng này đang có điểm báo dễ gặp tai nạn xe cộ nghiêm trọng, đừng lái xe khi đang say rượu hoặc khi đang mệt mỏi, khi ngồi trên xe hãy thắt dây an toàn và hạn chế nói chuyện với tài xế. Trong công việc có thể quý anh tuổi ất sửu sẽ gặp phải chút rắc rối, khối lượng công việc tăng cao, đồng thời quý anh phải dành nhiều thời gian hơn để giải quyết công việc, điều này làm cho quý anh có cảm giác khó chịu. Ngoài ra, tháng này dễ xảy ra xung đột lợi ích với người khác, đối phương có khả năng là người thân hoặc bạn bè. Cho nên quý anh trong tháng này cần đặc biệt chú ý kiềm chế về cảm xúc, cần phải xử lý đúng mực tránh làm ảnh hưởng xấu đến vận trình tổng thể cả năm. Vận trình tháng 10 âm lịch 2023 đối với tuổi ất Sửu 1985 nam mạng. Về vận trình tài lộc của quý anh tuổi ất Sửu trong tháng 10 khá tốt. Tại thời điểm này, mối quan hệ xã giao của bạn có được sự hài hòa, vì thế công việc cũng tương đối dễ dàng, bạn có nhiều thời gian hơn để chăm chút bản thân và đồng hành cùng gia đình. Về tình cảm trong tháng này rất tốt, các cát tinh Thiên Hỷ, Thiên Phúc, Hồng Loan cùng xuất hiện, thông qua giao tiếp hàng ngày, quý anh có thể tạo nên những bước tiến mới trong mối quan hệ tình cảm gia đình nhiều quý anh còn độc thân, có cơ hội gặp được một nửa của mình, đào hoa khởi vượng, quý anh cũng nên biết nắm bắt cơ hội để thoát kiếp độc thân. Những người kinh doanh, buôn bán trong tháng này cũng rất thuận lợi, lợi nhuận thu về không ít, khiến cho hầu bao của bạn không ngừng tăng lên. Vận trình tháng 11 âm lịch 2023, đối với tuổi ất sửu 1985, Nam mạng. Khối lượng công việc của quý anh tuổi Ất Sửu trong tháng này tăng lên đáng kể, dù gặp không ít áp lực nhưng mọi công việc đều có dấu hiệu tích cực, lạc quan và đều cho kết quả tốt, quý anh có thể yên tâm hơn về công việc của mình. Người làm công việc kinh doanh, buôn bán gặp được nhiều may mắn và thuận lợi. Các hạng mục đầu tư cũng cho thu được kết quả khả quan. Nhìn chung thu nhập chính và thu nhập phụ đều có sự tăng trưởng thích hợp, quý anh cũng sẽ thu được lợi tức từ quản lý tài chính của mình vận trình tháng 12 âm lịch 2023, đối với tuổi Ất Sửu 1985, Nam Mạng. Tài lộc của quý anh tuổi Ất Sửu đang có điểm báo sẽ xa sút hơn trong tháng này. Tháng Thái tuế án ngữ, lại bị ảnh hưởng bởi thời điểm cuối năm, một số bạn có thể bắt đầu chuẩn bị hàng Tết. Việc này cũng đòi hỏi bạn phải chi tiêu khá nhiều, vì thế mà có thể sẽ gặp một số rắc rối về tài chính do quá tay chi phí trong tháng này. Vì vậy, với quý anh tuổi Ất Sửu nên chú ý khi mua sắm đồ Tết không nên quá xa hoa, lãng phí nếu không có thể làm suy yếu tài vận của bản thân. Trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi của tuổi Ất Sửu 1985 nam mạng trong năm Quý Mão 2023. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các bạn an tâm hơn phần nào cho những dự định trong năm sắp tới của mình. Chúc các bạn bình an, may mắn, hạnh phúc và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.